mình về, nguyện làm một chiếc lá đa sân về. Con xin gửi lời chào tới thầy trường ạ, cũng như là gửi lời chào tới tất cả các anh chị em đang theo dõi chương trình của mình nha. Ngày hôm nay thì con muốn có một câu hỏi muốn gửi tới thầy ạ, và con rất là mong mình sẽ nhận được câu trả lời. Câu hỏi của con là, thưa thầy, thì theo thầy á, thì tình yêu thương thực sự là gì ạ? Tình yêu thương có phân loại được không? Và làm sao để mình trao đi tình yêu thương của mình một cách hồn nhiên, một cách vô tư mà khiến cho cái đối tượng mà mình muốn trao cái tình yêu thương á cũng tiếp nhận một cách vui vẻ, không có mặc cảm tự ti mà cảm thấy đáng thương, hay là cảm thấy kiểu mắc nợ, hay là cảm thấy kiểu lo sợ và đề phòng ạ. Con rất là mong nhận được câu phản hồi của thầy ạ. Con cảm ơn thầy, cảm ơn mọi người. Sau đây là câu trả lời của thầy cho Minh Thoa về tình yêu. Minh Thoa, câu trả lời của cho câu hỏi của con nó cũng hơi ngây thơ một tí, là bởi vì rằng là thật sự ra nó trong cái tình yêu, cái quan trọng nó là cái sự hồn nhiên, cái quan trọng là cái sự thành thật. Thế rồi cái tình yêu đó nó trở ra làm sao đó thì nó do là hai người nuôi nấng cái tình yêu ra như thế nào, chứ không phải là cứ tình yêu nó có rồi đó thì là chúng ta tưởng rằng là như thế nó sẽ vĩnh viễn đâu. Thế thành thử ra nó có hai giai đoạn trong tình yêu, là hai người mà nhìn nhau mà thích nhau thì cái đó, đó nó có thể làm cho cái tình yêu chớm nở, nhưng mà sau đó, đó thì cái mối quan hệ nó phải thành thật, nó phải hồn nhiên và nó phải xây dựng, tức là chúng ta phải có một cái hướng đi thì dần dần nó mới cái tình yêu nó mới trở thành bền vững được. Thầy mong là như thế, thầy trả lời cho Minh Thoa rồi nhá. Non nước yên bình khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây.